Đây, hello anh em. Hôm nay tôi có quả súng massage xịn sò của Infinity nhá. Cái này xuất hàng Mỹ ấy. Đây, hộp rất là xịn. Đây, tôi đập hộp cho anh em xem nhá. Con này xịn lắm. Xịn từ hộp trong đến hộp ngoài. Này, hộp trong ở đây. Cứng cáp nhá. Này, logo trên từng cái khóa luôn. Đây, bên trong bộ nó này, bao gồm bên là sách hướng dẫn sử dụng này, còn tiếng Anh. Đây là cục sạc của nó, là cục nguồn. Con này nguồn của nó là 26V nhá. Con này nguồn 26V. Đây, đi kèm là 7 đầu massage. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 đầu massage, 6 đầu. Đây, súng này, con này cực kỳ đầm, chắc. Cái phần cán này thì nó bọc bằng silicone, thành ra là kiểu silicone non đấy, cầm cao su non đấy, cầm rất sướng nhá. Này, cầm sướng vào. Đây, lắc này vào, khởi động, nút nguồn ở đây nhá. Ui, đây lại có đèn led lại lép này. Các chế độ, đây là đèn báo pin này, từ 20% đến 100% này. Đây là mức này, cò súng ở đây. Giờ khởi động rồi bóp cò đấy nha. Có 5 mức. Đây, mức 1 ở này rồi. Mức 2 này. Mức 3 này. Ui dồi. Mức 4 này. Ui, mức 5 nó dập như máy cầy luôn. Này, anh em nhìn này, tốc độ nó này. Khủng khiếp luôn đấy. Ok nhá, anh em mà chốt con này thì nhanh tay nhá. Này, cực kỳ đẹp. Đây. Chuôi làm bằng cao su non, cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Ok nhá.